Hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 1992, anh Ba Say, đền Octavina, anh Chính Tâm, đền Nguyệt và Thu Bạch Huệ ca bài Dạ Cổ Hoài Lan tại nhà của chú Tất Mi Loan để làm kỷ niệm. Thank you.
vọng cổ nhịp 16 với tựa đề Khóc bạn do cô Bạch Huệ ca. Phần nhạc có anh Ba Say đờn cây mandolin và anh Chính Tâm đờn kiềm. Thank you.
yêu từ thanh mi chí ưng bạch phát, thấy tuổi trẻ đầu xanh thì ái ân còn dài, chứ ai học được chữ ngờ nên đến nay mỗi độ vô vàng là một phép tâm hồn dứt giả. Thu xưa lễ nhỏ thu này lễ xa, khỏi cần hoàng huynh năm chỉ đuốc kiềm, anh ba say đờn cò. Nằm cửa quậy trong tôi, con mạnh thì mẹ
con đau thì mẹ buồn rầu lo lắng, ngủ không ăn giấc ăn chẳng biết ngon. Mẹ gian dai ông bà phò hậu cho con, được cái mạnh đi lành không lớn.
vợ chồng con thì phủ phê áo lụa quần là. Còn ba cái đồ rách vợ con nó quăng ra mẹ giá thu lại mặt. Vợ chồng con thì mâm cao khổ đầy ăn trên ngồi kiếm. Mẹ một mình nơi nhà bếp một chén con nguội một dĩa muối tiêu. Vậy mà vợ con nó còn dầu con đối với mẹ không tròn câu.